Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một khách mời tại trường quay của Cà Phê cũng sẽ kể với quý vị về một cái hành trình như thế. Đó chính là anh Trần Hoàng Đức ạ. Em chào anh Đức Bảo, chào chị Tuyết Ngân. Chào quý khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng với VTV3. Vâng, chỉ nhìn qua Trần Hoàng Đức thì chúng ta cũng có thể hơi đoán được đây là một người làm liên quan đến nghệ thuật. Dạ, nhưng cụ thể thì không biết là những sản phẩm mà bạn mang tới trường quay ngày hôm nay thì nó có tên gọi là gì và có câu chuyện gì thú vị. Hãy cùng bắt đầu với sản phẩm này ạ. Dạ, thì đây là câu chuyện về được gọi là đa chất liệu, là đa thể loại, đa cái chất liệu khác nhau. Như tác phẩm trên bàn thì như anh đã thấy đây là chất liệu về tác phẩm về chim bói cá. Những câu từ dành cho loài chim này là đôi mắt tinh anh và tốc độ xé gió, thì được làm bằng những cái dây kẽm. Dây kẽm, đúng không? Dạ. Tôi sờ vào đây là thấy rồi. Dạ. Và bổ sung thêm đó là những cái chất liệu về resin. Resin, rồi. Tưởng chừng như những cái chất liệu này nó sẽ thô cứng, nhưng mà qua bàn tay tỉ mỉ và khéo léo thì mình sẽ tạo ra những cái đường nét tỉ mỉ và ấn tượng độc lạ hơn. Rất là đẹp mắt, rất là gây ấn tượng bởi chính cái chất liệu mà bạn vừa mới nói, đúng không? Dây kẽm. Dạ vâng, em nhìn thấy là không chỉ có là một chú chim bói cá ở đây, mà là ở cái phần mặt nước này là dưới đây còn có một con cá này. Là đang được tạo hình ở dưới đây rất là tỉ mỉ. Đúng rồi. Và tiếp theo đi ạ, đây là sản phẩm gì? Tiếp theo là một sản phẩm về cá, được tên gọi là chọi. Cá chọi, rồi. Loài cá được đa phần người Việt Nam sử dụng với tên gọi là cá chọi, cá đá hay cá sim. Thì em được sử dụng nó với những cái màu sắc rất là đa dạng, nên là thường được em đưa vào để làm các cái sản phẩm nghệ thuật, không những tranh ảnh mà là những cái sản phẩm về miêu tả về cái độ chân thật nhất. Con cá được làm bằng gì? Là bằng chất liệu về đất sét ạ. Đất sét? Dạ vâng. Wow, không nghĩ rằng là đất sét có thể tạo ra được cái màu sắc và nó bắt được ánh sáng và nhìn ấn tượng và trông như thật như vậy. Dạ, và đúng. Và đây cuối cùng sản phẩm tôi nghĩ rằng là đẹp nhất và có nhiều chi tiết tỉ mỉ nhất. Dạ vâng. Với đúng như chủ đề của năm 2024 thì xuân nhâm thìn, đây là một chất liệu một chủ đề về làm về rồng. Vâng, tên là gì ạ? Là tác phẩm này em đặt tên là Long Trấn Tự. Rồng là một như là những cái biểu tượng biểu trưng của Việt Nam mình, mang cái phong thái rất là mạnh mẽ, và trong nhân gian là có rất là nhiều về cái câu chuyện mà được nói về rồng nhiều ạ. Dạ, quả thật em sẽ không hỏi thêm về cái tên đa chất liệu nữa, bởi vì nếu như mà không có cái chữ đa chất liệu thì em cũng không biết phải đặt tên cho cái bộ sưu tập này như thế nào luôn, bởi vì rõ ràng là nhìn nó rất là khác nhau. Vâng, và tôi mới phát hiện ra đây không phải là nó được gắn chặt vào mà nó lại có thể nhấc được đầu lên và cử động như thế này. Wow. Đây là một cái sự sáng tạo của những người tạo hình, rồi là những người nghệ sĩ, rất là thú vị ạ. Nó được làm bằng cái gì ạ? Những cái đốt thế nó được gắn với nhau, nhưng mà nó làm bằng cái gì ạ? Dạ, những mã này là được làm bằng in nhựa 3D. In nhựa 3D, tức là ứng dụng những công nghệ rất là mới, đúng không ạ? Xin được cảm ơn Hoàng Đức đã chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị về những cái tác phẩm này. Dạ. Vậy thực sự thì art đa chất liệu đã được khởi đầu như nào từ Hoàng Đức? Dạ, thì nó cũng sẽ bén duyên với em ở câu chuyện từ thời còn sinh viên. Thì lúc ấy là em đang trên đường đi học về, thì vô tình bắt gặp những cái hạt mùng tơi trên đường rất là nhiều. Thì lúc đó mình mới nghịch, mình mới hái thử. Thì vô tình cái màu đó nó trên tay có chất màu tím tím ra, màu sắc rất là trong và đẹp. Và không khác gì những cái màu sắc trên thị trường được bày bán. Thì lúc đó thì em mới nảy ra một ý nghĩ, tại sao mình không sử dụng một cái chất liệu này để mình vẽ tạo nên một bức tranh xem như thế nào. Sau này thì anh sẽ tìm tới nhiều cái loại chất liệu mà khiến cho người ta ồ wow nữa, đúng không? Anh có thể liệt kê ra một vài những cái chất liệu như vậy cho em được biết được không ạ? Thì có rất là nhiều chất liệu, em cũng có mang đến trường quay cho anh chị có thể xem qua. Cho anh Bảo đoán. Bảo có thể đúng, anh Bảo đoán bức tranh này làm nên từ chất liệu gì? Từ chất liệu gì á? Dạ. Thực sự là tôi không nghĩ được ra, bởi vì trông giống như là một bức tranh vẽ từ một cái loại chất liệu truyền thống mà các họa sĩ hay dùng. Dạ vâng ạ. Thì đây là một chất liệu bằng chất liệu cà phê. Hạt cà phê. Dạ đúng. Của chương trình cà phê, đúng không ạ? Rất là hợp lý. Dạ vâng ạ. Và bên cạnh đó còn có những cái chất liệu như làm về sáp nến. Sáp nến. Ừ.
tôi có thể chạm thử vào xem mình sẽ nhận ra là nó có phải sắp nến hay không. Bức tranh này đúng là hồng như vậy hạt, thật đúng không anh? Đúng là như vậy thật, khi mà chúng ta chạm nó vào đây thì sẽ thấy đúng là cái chất liệu sắp nến mà hồi bé trẻ con hay nghịch cứ giọt thử lên giấy đúng không? Ok. Nhưng quả thật là nó rất là phù hợp luôn khi mà cái sắp nến này nó có cái màu sắc rất là tương đồng để mà làm ra và rất nhìn rất là tự nhiên ạ. Có thể thấy rằng là việc sử dụng đa chất liệu từ các cái hoạt động sinh hoạt rồi là những cái thực phẩm hàng ngày mà chúng ta ăn chẳng hạn là một ý tưởng rất là thú vị. Nhưng mà có khó khăn gì trong việc mà tiếp tục phát triển con đường này? Khó khăn không phải tìm ra những cái chất liệu mới mà là khó khăn trong việc mình sẽ bảo quản cái chất liệu đó được lâu bền sau với thời gian hay không. Đúng vậy. Vậy thì đã khắc phục vấn đề đó như thế nào? Thì những chất liệu, đa phần những cái chất liệu thông thường xung quanh cuộc sống hàng ngày thì em cũng đã sử dụng qua. Thì đến nay thì em đã sử dụng những cái chất liệu cao cấp hơn, mới hơn để phù hợp với lại cái môi trường cũng như mang tính ứng dụng cao để mà trang trí trong, có thể trong nhà và ngoài nhà. Cụ thể là những cái gì có tính ứng dụng cao và có thể chịu được cái điều kiện thời tiết có thể nói rằng là vô cùng khắc nghiệt. Dạ, thì như trên bàn thì anh Quốc Bảo có thể thấy đó là bằng chất liệu bằng epoxy, resin và xi măng và những chất liệu cứng có thể chịu được nhiệt. Thế thì trong tương lai là không biết là anh Đức có những cái hoạt động hay là những cái dự định nào cụ thể để có thể phát triển những cái dự án này ạ? Dạ. Thì trong tương lai thì em cũng sẽ tạo ra nhiều suy nghĩ và sáng tạo ra nhiều cái chất liệu mới lạ hơn và có thể là mở các lớp để chia sẻ những cái điều mà để cho giới trẻ có thể biết được nhiều và có thể là nơi để chia sẻ cùng nhau, giao lưu học hỏi cùng nhau. Và hiện tại cũng đã mà đang tạo và sản xuất ra rất là nhiều video để mà hướng dẫn từng bước các bạn online hay là offline ở ngoài cũng có thể biết được, và không những trong nước mà có thể là bạn bè quốc tế có thể biết được nhiều hơn, và không những người Việt Nam có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ rằng là sẽ rất là thú vị và cũng rất là ý nghĩa khi mà chúng ta có thể chia sẻ những kiến thức tìm tòi này, bởi vì khi mà có nhiều người hơn quan tâm đến cái này thì cả người làm ra những sản phẩm và những người muốn mua những sản phẩm này cũng sẽ nhiều lên. Đấy là một cách làm rất là thông minh và cho đi để nhận lại. Hy vọng rằng là Hoàng Đức cùng với ekip của mình sẽ tiếp tục thành công với Art Đa Chất Liệu nhé. Cảm ơn bạn đã đến với Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Cà Phê Sáng ngày hôm nay và kính chúc quý vị một ngày sẽ thật là ấm áp trong tinh thần và gặp nhiều may mắn trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại.